tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và chỉ đạo tại đại hội. Dự đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng và 497 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả 8 chương trình công tác của thành ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ đề ra. Với 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm. Thành phố đã đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực. Những kết quả đạt được của Đảng bộ thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được, Đảng Bộ Hà Nội cũng còn không ít những hạn chế, khuyết điểm tồn tại như đã nêu trong báo cáo, đó là mặc dù kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá nhưng nhìn chung chưa tạo được các đột phá lớn và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thủ đô. Năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực mũi nhọn của thành phố chưa cao. Các chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công còn ở vị trí thấp so với cả nước. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của một số cấp ủy tổ chức đảng còn thấp. Tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy tổ chức đảng chưa cao. Báo cáo chính trị cùng với quyết tâm chính trị cao và ý chí khát vọng vươn lên của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 năm 2025 là gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại, thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế thủ đô phải thực sự tạo được những bước đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ công bằng xã hội phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa